Tối nay không đi chơi hả anh? Không đi chơi hả? Nhậu đi nhẹ gì hết hả? Vậy hả? Đi, em làm gì đi? Em đi nhậu chị. Nó có tèo dữ không? Thì nó tèo mà. Tại ba mẹ nó làm gì? Em ở đây mấy? Bị nè. Còn cái video chiên. Ủa? Để em hỏi giờ. Tụi chị này siêu phi đó. Chị em đúng không? Đại Dương mà. Lê ông ngân em. Biết chị đem dạ? Biết chị đem theo vi cản chị lại được. Không, em muốn xuống chị làm rồi đó. Nhưng mà nó sẽ tan theo 5 tháng mà đúng không? Tan. Khi nào không ưng rồi tim tay mà sao tim tay nặng mà thôi lỡ tim mình cứ để đi tim tay nó tự nhìn nó săn chắc hơn, tại nó teo cơ mà. Nhưng mà tôi nhớ là từ cái cằm cái điểm cơ. Có 30 triệu, 40 triệu, tiêm cho nóng. Tiêm 30 triệu, 40 triệu. Tiêm bao nhiêu đây mà tới 2 triệu mấy rồi em nghĩ sao vậy? Chị nghĩ sao vậy? Chị hỏi nó đi. 10 mấy triệu, 2 mấy triệu, không chắc 10 mấy triệu, không tới. Không tới đâu. 10 triệu, 10 mấy triệu. Tới tái tâm hồn đó mấy đứa có tưởng tượng là nó ủ tê lớp da thì cũng khung. Đúng rồi. Rồi khi nó chích thì nó chích vô thịt của mình á. Thốn. Đây ra một cắm mà chị chịu được. Nói chung là chịu được, chị chịu được. Chị là cái người sợ đau nhất không? Cái gì không? Chảy nước mắt. Là. Hử? Là. Có chứ, chị bấu cái con nhỏ kế bên quá trời. Thì không? Không. Hai đứa ra chủ mà. Tiền bạc gì? Trăm người nào? Tại chị biết sao? Tại biết sao? Tại tổng nó là không mở máy lạnh cho chị. Đi đâu mấy chỗ khác sợ nó không mở máy lạnh. Với lại di chuyển nhiều xe quá không có công ngại nữa không? Ủa chứ sao chị em đặt xe vậy? Tại vì chị không có mua vé. Ý là lúc sau lúc đặt xe là để cho ông được cuốc. Ủa
ông tính bằng tính cuốc, ông một cuốc là ông được nhiêu tiền, nó hiện lên đúng không? Ừ, chứ không có chạy riêng. Nó hiện lên, hiện ổng mất. Cũng hả, ổng ta hiện lên liền. Tại vì ổng ở gần vị trí của chị. Thích bằng áp mà. Em tính ra dưới chị cũng đẹp mới đó hiện. Không ai trả lời luôn. Dưới chị đẹp hả? Chị là đẹp nhất rồi. Chị là nhớ. Chị là hàng Hiệu, chị là siêu nhân. Chị chưa rồi. Chị là xấu. Mình đặt lên thôi, nó mới vậy á. Giống cái ép này đó. Chị hỏi nó đúng có giống cái ép chứ. Bể thường thường nó hết mà. Ê, nhưng mà nếu mà ở trên này hết thì đương nhiên cái này nó cũng hết đúng không? Thì nó mới tìm mới sưng hơn mấy chỗ khác đúng không? Nó bẻ kim, không mềm hơn. Không, nếu mà nó úp lại thì đẹp lắm mấy đó. Mẹ chỉ nè 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 vi vi như sao nhưng mà cái tay sao à vậy hả? Cái tay chị đang cứng. Chị tiêm filler tay. Lúc nào cô ấy cũng vậy hết á. Không biết cô ấy nhìn sao quá. Không có ra đường nào hết. Năm bàn tay khép lại không có một kẽ hở. Ơ chị cũng đâu có kẽ hở nào đâu mà chị gấp, chị hơi bị nhiều luôn á. Ừ cái mũi chị nó hở. Chắc phải đi làm mũi thôi. Đi cắt cái mũi này, chị mua hai cái nắp chị đậy lại. Chị nào con kia nó sửa chị. Mua hai cái nắp đậy lại. Mua hai cái nắp đậy lại. Con cũng như kia. Thấy cái màu hơi bị méo nha.
ba ngày nữa đẹp, ba ngày nữa đẹp, ba ngày nữa đẹp. Không có để chị dạ. Không sưng đâu. Nếu mà nó không sưng mà nó tè qua như vậy thì coi chứ. Không vậy nó không có nè lâu vậy đâu.